Dạ rồi, em Thiện Đỉnh cùng cha của em xin kính chào quý bà con mình nha. Thì có nhiều bà con cũng hỏi em là khi mà mình thu hoạch cái cây xong rồi thì mình cần xử lý như thế nào để chuẩn bị cho cái vụ mùa na tới tiếp theo. Và cái câu hỏi thứ hai nữa là, 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 là bà con mình hỏi em là mình nên cắt cái cái ngày nào thì mình can cái thời điểm nào thì cái giá cao. Thì bà con cũng thấy cái vườn của em mới vừa thu hoạch xong cái thời điểm tính đến thời điểm hiện tại thì bà con thấy là cái giá na nó khá là ổn ha bà con bà con nào tin tưởng thì theo em còn cái uh, tùy vào cái thị trường đó bà con rất là nhiều thứ thì hôm nay em sẽ chia sẻ hai cái vấn đề này ha cái thứ nhất là là cái uh, về khi mà mình thu hoạch xong đó thì những cái cái vườn thông thường là qua wow, một cái mùa mưa thì mình uh, sẽ mua voi mua voi mình gãy Gãi gãy gãi giáp cái vườn luôn gãy cho nó giáp luôn sau đó là mình sẽ xử lý mình tứ ghi và cái thằng cái thằng chai chai khuẩn gốc này thì bà con mình kết hợp Gigumin thì bà con cũng biết rồi, chung nó chỉ rất là hay. Còn cái 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 thằng khuẩn này thì bà con mình có thể lựa những cái cái dòng có cái gốc là EcoNylon hoặc là Phenoxinin để để bà con mình mình tứ để nó phục hồi cái bộ rễ lại cho nó nó cái rễ cũ nó bị chết đi và cái rễ mới nó phục hồi để nó tăng cái tỷ lệ hấp thụ dinh dưỡng trong cái mùa mùa tới. thì khi mà cái cây mà nó khỏe rồi đó, bà con cái cái việc hấp thụ dinh dưỡng nó khá là cao và nó tránh cái tình trạng là nó, nó bị rụng bông hoặc là cái bông cái, cái, nó hấp thụ dinh dưỡng không mạnh để nó, để nó hình thành đậu trái thì đây là cái khâu xử lý rất là quan trọng để bà con mình chuẩn bị cái vụ mùa nó thành công hết. rồi cha tứ đi cha đây rồi em sẽ quay cho bà con mình cha em đang tứ này ha nó này thu hoạch uh, cho bà con cũng còn vài trăm ký trên cây thôi đó mình xử lý cái khâu này nó rất là quan trọng nha bà con tại vì có nhiều vườn là mình làm ví dụ như hỏi bông bông nhiều mà sao mà nó rụng hết trơn nhưng mà do cái bộ ghế thôi bà con bộ ghế bà con nó không không mạnh rồi á nó sẽ không không hấp thụ được cái cái này, cha mẹ em ha cái dinh dưỡng để nó cái đúng cái thời điểm mà nó nó bung phắng để 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 nó đậu trái thì thì bà, con cái tỷ lệ đậu trái nó nó khá là thấp với lại nửa nuôi trái nó nuôi cũng yếu nữa bà con bà con mình xử lý cái khâu ghế này nó nó kỹ chút xíu đi rồi là từ từ là bà con mình làm nó mới thành công ha hay là cái khâu em muốn chia sẻ đến với bà con mình về cái việc mà mình xử lý vườn chuẩn bị mình làm cái vụ mùa mới đây nào bà con em quay cho bà con mình xem ha thì bên em thông thường đó là bữa hổm là em có quét cái 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 cái, chai này cái chai cốc đồng nói chung là cái chai cốc đồng chuyên xài bên em em bữa hổm em xài thử thôi nào bà con bữa này thấy cái cây nó sạch nè em quét cái gốc này gốc đồng cây cái 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 trường hợp này thì nó sẽ à, xử lý lại cái nấm khuẩn trên đây ha rất là hay luôn ở em quét nè cái chỗ này bữa không quét gốc rồi chỗ này nó, nó sạch cái góc đồng của em cái chai góc đồng của em là nó sẽ chị à, bị à, nứt cây hoặc là bị khuẩn này kia các mảng nấm mảng nấm nó bám vô đây nè cây nó sạch nó làm cho cây nó sạch ha nó cũng quay cho bà con như thế à, cái khâu xử lý vườn như thế ha đó cái vườn này cha này, em chiều nay là ông xịt ép cây luôn mà cao xịt luôn này bẻ trần nè mấy trái này cái cây này bẻ sạch hết đây cái thuốc gốc đồng nè bà con chai gốc đồng này ha bà con nào cần thì liên hệ em em hướng dẫn cho bà con mình mua đó đây là cái chai gốc đồng màu xanh này quét cái nó trắng tư này. trên đây nè thấy mạng nấm bệnh gì hết trơn nó không có bị bệnh luôn bà con nên xử lý kỹ như vậy nha bà con rồi uh, quay qua cái cái với cái chủ đề mà bà con cũng hỏi em là uh, mình cần nên can cái thời điểm nào thì cái giá nó cao thì nói chung với bà con nếu mà cái câu này mà em biết đó thì là em làm giàu rồi nói chung là nó cũng vào tùy rồi có là nhiều thứ nhưng mà tính với cái thời điểm hiện tại những cái ngày qua là cái vườn nay em cắt em bán giá cũng khá là ổn em thì em đi thẳng rồi bà con không không so sánh được với em được nhưng mà cái giá nó cũng tạm chấp nhận được nha bà con nói dùng là mình canh vào thời điểm. với em chia sẻ cho bà con vì em là người về chuyên về cái cây giống ăn trái. Cái thứ nhất, cái thứ hai là về uh, hỗ trợ kỹ thuật uh, chăm sóc cây trồng mà phân thuốc cho cây, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và phục hồi cây rồi nuôi cây rồi cắt cành tạo tán. Rồi xong đó là em luôn cái túi bao tám rồi bên cái cái thu mua Na Thái miền Tây và cũng đi hỗ trợ kỹ thuật rất là nhiều nơi trên cả nước. Em đi ra tới Lạng Sơn rồi bà con, tới Lạng Sơn, tới Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội. Rồi em đi các tỉnh miền Trung như là Gia Lai, đi rất nhiều nơi. Nói chung là ở Nha Trang, Khánh Hòa. Đó, em đi uh, Tiền Giang, Long An. Rồi uh, rất nhiều nơi bà con. Nói chung là Đồng Tháp, vân vân gần gần đây thì không nói rồi. Thì do em đi rất nhiều nơi thì em biết được cái về cái tình hình đậu cháy của rất nhiều khu vực tại vì ví dụ như em lại đó thì em hỗ trợ cái vườn đó thì em hỏi thăm vòng 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 ở đây ở tình hình đậu cháy như thế nào thế nào nào người ta học em cho nào con nhưng mà em đi thực tế thì em biết là uh, cái cái lúc mà cái thời điểm nào mà nó cái cái tỷ lệ na nó nhiều tỷ lệ na nó ít nên em can theo đáng lẽ ra cái vườn của em là đợt hỏng là tính là đầu tháng chín mới cắt nhưng mà do là em nắm được cái tình hình này kia là em cắt đầu tháng bảy nên là bữa nay nói chung là cũng tạm thời rất là thành công trong cái việc mà na mấy mấy ngày nay mà nếu mà ai có na là cái là ok luôn, giá nói chung nó cũng ok rất là ổn định nha bà con. Như vậy, nó chỉ ổn định thôi bà con, mình không thể được cái giá cao như mong muốn như những năm trước được bà con, đừng bao giờ so sánh với những năm trước được. vì lý do là cái kinh tế nó đang gặp kinh tế rất là khó khăn về cái khủng hoảng kinh tế. Thì ví dụ như người ta mua một cái trái cây mà cái loại đắt tiền quá thì người ta cũng rất là cân nhắc, nên là người ta mua loại vừa vừa thôi. Đó Vừa, vừa tiền giá tiền thôi Chứ không phải là do na nhiều mà nó rẻ Mà do về thị trường Do về thị trường Người ta ăn không mạnh Người ta không có mạnh bạo giống như những cái năm trước nữa Kinh tế nó còn cao Cái tiền bạc người ta không có phải chi ly Thì nó nó rất là dễ Còn bây giờ là Bà con cũng biết là người ta phải cân nhắc Kiểu như vậy Thì nên là cái thị trường Thì nói về cái giá na Thì bà con canh cái thời điểm đó, Thì bà con phải biết được là À cái cây na nó cắt bao nhiêu ngày thì thu hoạch thì thông thường vào tùy kỹ thuật tùy vào cái việc mà bà con mình để trái nó đậu ít sớm hay muộn nó sẽ chênh lệch nhau 10 đến 15 ngày 10 đến 15 ngày đó thì nó cũng là một cái vấn đề rất là hết sức quan trọng thì uh, uh, thà là bà con mình canh mình cắt sớm hơn để bà con mình cắt dễ thì mình cái ý là như vậy thì về cái thị trường na thì nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là về nhu cầu thì nhu cầu về nhu cầu uh, nhu cầu của thị trường cái thứ hai nữa là về sản lượng na cái thứ ba nữa là cái về cái sản lượng mà nó bị đụng so với những cái mặt hàng trái cây khác ví dụ như cái na thái của mình thì mình sẽ so với thằng na ta thằng na sầu thằng na dứa và thằng măng cầu gai thì không cần phải so rồi thì măng cầu gai nó khác cái mảng thì những cái dòng đó ví dụ như trên cả nước mà nó bị trùng lại một cái vậy thì nó sẽ rẻ cái giá na thái nó rẻ xuống liền nhưng mà rồi tùy vào cái vùng miền ví dụ như thằng na sơn la tại sao nó lúc nào nó cũng đắt giá hơn so với cái thằng na miền tây cái thứ nhất là sơn la nó gần thủ đô nó vận chuyển nó xuống đó nó chỉ tốn nhẹ cái công thôi rồi cái trái ngoài nó to nó đẹp nữa trái ngoài sơn la sơn la đúng là em phải kêu là sư tổ sư tổ cô na kiểu như vậy người ta tại vì cái mật độ người ta trồng cái là thưa nó không có dày như miền tây mình Nhà sơn la người ta trồng năm thước cây sáu thước một cây 1 cây nào cây nấy như là cái cây, cây cây của em hơi hám gì bà con cây của người ta sáu năm mà cây bệnh kilo nhưng mà cây của em cũng không, không so sánh gì được với sơn la đâu tại đất người ta rộng lắm nó có diện tích đất nó ăn người ta xài hữu cơ rồi cái kỹ thuật nó cũng mạnh người trái rồi người ta xài mạnh bảo lắm người ta tới thuốc thùng mà mạnh lắm thì người ta biết được nó là mình cho nó ăn thì vì cây na thì mình cho nó ăn thì nó mới cho mình ăn Cái vậy người ta làm mẫu mã sáng đẹp ta mạnh chi lắm Còn miền Tây mình thì Bữa không có cái, một cái người khách lên cãi Nói với em là miền Tây mà không biết những cái vườn đẹp mà Mà, mà không mà không lợi Sơn La Thật sự với bà con Sơn La là một cái nôi kinh khủng Nhưng miền Tây mình thì làm rồi, Do cái mật độ nó, nó trồng quá dày Nên cái trái nuôi đâu bằng Sơn La được với lại kỹ thuật của người ta ở ngoài là người ta tập đoàn còn mình là làm cốc lẻ cốc hỏi mấy ghim thôi mình không so sánh được đâu con nhưng mà quan trọng cái na miền tây và na sơn la thì nó ăn ngon nói chung cái độ ngon tương 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 đồng với nhau và na sơn la thì nó gặp cái tình trạng nó cái học nó hơi sụp một xíu lý do cái đó là kỹ thuật mọi người mà khác nhau còn na miền tây mà nếu mà nuôi đúng thì cái học nó không bị sụp sụp đâu mà con thì em nói thì nó một số vườn thôi nha nếu như, như một số vườn kỹ thuật cao thì nó cũng không bị sụp sụp đâu con nhưng không phải mà qua rụa cả nấm về sơn la sơn la thì em rất là nể chung sơn la làm na sầu với na, na thái là đỉnh cao na, na dứa cũng cũng vậy nên chung là cái vùng đó thì nó mạnh nhất cả nước rồi mình không so sánh được còn nam miền tây thì manh mún thôi ý là làm manh mún mà làm không đạt nữa con nói chung là vậy thì uh, cũng chia sẻ cho bà con mình về thứ nhất đó, khi mà con mình làm nam miền tây em chia sẻ bà con miền tây thôi làm nam miền tây thì mình nên né na sơn la ra rồi mình né cái na sơn la ra thì mình cũng như nó là mình chết bây giờ là hiện tại thời điểm na sơn la là không có do ngoài là mùa đông, nó và không biết cái, cái thời điểm để mà còn mình can. cái thứ hai nữa là na lạng sơn, na lạng sơn thì cái na mạnh ở na ta thôi nhưng mà gần đây thì em lên tới tận nơi lạng sơn thì người ta đang chuyển đổi cơ cấu qua thằng na thái, mà ở trên na, na lạng sơn thì đối với cái kỹ thuật na thì không bằng ở sơn la được, với lý do là nó đi đi sau thằng sơn la, về cái na thái nha, còn na ta thì đi trước rồi na na ta ở lạng sơn là phải nói là nó là đỉnh cao rồi đó, hồi đó tới giờ mấy chục năm nay rồi hồi xưa tới giờ rồi. nó nói từ Na Lạng Sơn Na Ta là đỉnh cao rồi nhưng mà nói về về cái Na Thái thì Lạng Sơn là là, là sao Sơn La thậm chí là sao miền Tây nhưng mà đối với kỹ thuật Na thì ở Lạng Sơn thì rất, rất là rất là hay nên là Sơn là núi mà nhưng mà cũng 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 nó chia sẻ với con thế này không phải mà làm Na, Na Ta mà đạt mà qua Na Thái đạt đâu con nó khác nhau một trời một dịch nó không giống gì đâu nha bà con cái khác chỉ có chuyên sâu về khi thực ra thái thì mình làm mới đạt thôi đó thì đó là mình về mình can cái thời điểm vô cái vụ mùa nó mình phải né được cái những cái thời điểm đó để em chia sẻ cho bà con vậy đó, để không thôi là không phải tự nhiên mà em lại cắt cành cái vườn nhà của mình nó đều có lý do hết bà con à, thì em không thể chia sẻ chuyên sâu hết vì đây là nói chung là em cũng mong muốn bà con mình làm mình tây mình làm để cho ra cái trái cho nó đạt mình bán được giá cao nó không có đụng hàng như vậy em cũng mong muốn thôi nhưng mà nhiều khi mà em nói sâu quá và con theo em nhiều quá thì nó tính ra nó 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 đâm ra là nếu mình nếu mà thành công thì 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 người ta ta ta, ta cảm ơn em đấy nếu thất bại thì mất công thì cũng tìm con thôi nha em không có ép con phải làm theo em gì đâu nhưng mà cứ như vậy nhưng mà mình phải can được cái thời điểm nào là nó đụng như này làng Sơn thời điểm nào nó đụng cái Na sơn la thời điểm nào đụng Na tây ninh ta mình né mấy thời điểm nó ra nam miền tây mình mới bán được có giá thôi như cái thời điểm hiện tại này là hiện giờ là không ít xỉu na rất ít na làng sơn sơn la tây ninh gì cũng không có nói chung là ở uh, rất nhiều nơi thì hiện giờ là na cũng rất là hiếm đấy mà con nên mà con cũng biết là cái thời điểm đó nhưng còn về cái khâu ở miền tây á thì miền tây bây giờ cái sản lượng nó cũng khá lớn tuy là nó mảnh mung thôi nó manh manh muốn thôi nhưng mà sản lượng nó cũng khá lớn bởi vì nó rộng Na, Na Thái bây giờ nó rộng lắm chỗ cũng vài ngàn cây chứ không ít đâu nha bà con nhưng mà nhiều nó manh muốn thôi nó không có làm một cái, cái gom là một khu như ở như ở ngoài Sơn La nhưng mà nhưng mà uh, mình làm nếu mà muốn làm cho nó đạt nó có giá thì mình cũng phải né luôn miền miền Tây như như mình tự né né mình mình né ở ngoài rồi mình né mình luôn như vậy thì bà con muốn biết như vậy thì trong cái quá trình em làm thì bà con biết là em đi hỗ trợ nhiều nơi thì và nhiều kỹ thuật nhiều vườn là cái thời điểm nó đậu nhiều hay đậu ít rồi nhiều bà con nói chung em mình trong trong quá trình mình làm cái thật mình sẽ biết nên là em lựa cái canh cái thời điểm hết trong em làm có dự cơ sở hết chứ không, không, phải là làm thí đại là mà con làm thí đại là thua ví dụ nhưng mà bây giờ ở nam miền tây bây giờ nó gãy gánh tầm lâm cho người bây giờ nam miền tây là vườn làm đạt rồi còn mấy ông làm 5, 6 năm sáu năm là cũng thất bại rồi thủ phấn thì từng tháng gửi trời mới mới đủ trái đủ thứ hết còn nhiều cái vấn đề lắm bây giờ là nam miền tây là bây giờ là không có, có tập trung nữa mà nam miền tây bây giờ gãy gác cả nước em xin lỗi cả năm lúc nào cũng có nam miền tây chứ ít hay nhiều thôi nhưng mà đến với thời điểm không có tập trung như mùng năm tháng năm một năm rồi đâu mà bây giờ nó tản ra hết trơn rồi nên là bà con mình làm nam miền tây thì, thì, thì nó sẽ ổn định hơn rồi đó nên là không tập trung nữa giống như kiểu mà dồn một tập trung một cái người cắt na tết cắt toàn bộ na tết hết trơn cái đó đem mà đắp đập kiểu vậy bây giờ thì người ta không làm như vậy nữa người ta tản ra hết rồi thứ lý do tản thiết là nó đụng nó đụng như giá cả này kia cái thứ hai nữa là người ta làm không đạt người ta cũng không muốn tản người ta cũng phải tản ra tại vì nó làm không đạt rồi nó muốn làm lại xử lý rất là nhiều khâu phải có những cái khâu kỹ thuật mà làm nó chưa chắc gì nó đạt này kia nó còn lúc mà ông này muốn làm thời điểm đó mà ông đang nuôi trái ông không làm được nhưng mà chia sẻ cho bà con đôi điều về cái việc mà mình lựa chọn cái thời điểm để cho bán được cái giá cao nó cũng xảy ra rất nhiều cái cái vấn đề nên là bà con mình lưu ý mình biết được cái cái thời điểm nó như thế nào và mình chọn cho nó đúng đối với em và con thấy cái vườn này em cắt ra là tính tính tới thời điểm này nè rất là ít na tại vì em nắm được là chỗ năm cái thời điểm nào đậu nhiều đậu ít ở đâu đậu nhiều ở đâu đậu ít cái số sản lượng như thế nào em cũng nắm được một điều gì đó nó ít, ít bà con nên em canh cái giường em cắt thì cái vườn em là chuẩn bị là chiều nay là em cha em phun tạo mầm xử lý gốc này kia rồi hết rồi đó nên tứ với lại khuẩn phẫn... khuẩn gốc lại quét vô quét có nhiều người thì quét voi còn em thì em quét luôn cái gốc đồng gốc đồng thì nó chỉ mạnh hơn quét dôi. có thể là voi thì nó mạnh hơn cũng tùy mình kết hợp giữa quét gốc đồng và sau đó quét vô luôn thì kỹ hoặc là mình xịt luôn mình xịt rửa gông rồi kia thì cho cây nó khỏe cây này bị nó bị chết nhánh thì do phần nó cũng bị khuẩn nấm bệnh đó ha nên nó bị khuẩn nấm bệnh đó nó cũng ảnh hưởng ha con còn thấy cái, thuốc gốc đồng của bên em nó quét vô một cái rồi nè cây nó sạch như là mừng mởn luôn không thấy nó sạch mẫn luôn không quay kỹ cho con nè nó không còn gông ghiêu chứ ở trên đây nó không có quét rồi nên nó còn gông để nữa em xịt luôn xịt hết trơn cho cây nó da nó mẩn lại nó không bị ảnh hưởng nó bị hư đó thì chia sẻ cho bà con như vậy ha rồi thì uh, vườn em thì uh, rồi em chào bà con mình nha chúc quý bà con mình có những cái vụ mùa mới thắng lợi ha à, xin kính chào bà con. Chân thợ tư vấn kỹ thuật của em là 0961 084636 thì đây số zalo nha bà con. thì uh, nói chung quý bà con đó là nếu mà cảm thấy yêu thích thì đỉnh yêu thích cái, cái vườn nó thái mẫu và yêu thích na thái đừng quên like đăng ký kênh để em có nhiều cái động lực chia sẻ đến quý bà con mình nhiều hơn ha chúc quý bà con nhiều sức khỏe thân ấy kính chào bà con